Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký quyết định số 376 phê duyệt quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2050, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ hiện đại, xanh, thông minh, hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, có kiến trúc tiêu biểu, giàu bản sắc, xanh, văn minh, hiện đại và thông minh, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến năm 2050, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung phát triển được ít nhất hai đô thị và một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn, ngang tầm khu vực châu Á tại các khu kinh tế ven biển hiện đại phát triển nông thôn văn minh, hiện đại xanh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển tại các tỉnh trong vùng, nâng cấp, cải tạo và nâng cao hiệu quả khai thác của 9 cảng hàng không hiện có trong vùng. Vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung phát triển công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng có lợi thế, các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp chế biến và một số ngành công nghiệp mới, xây dựng một số cụm liên kết ngành công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao, nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực công nghiệp vào GDP của vùng đạt khoảng 25 đến 35%. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 371 phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vùng Tây Nguyên được quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 tỉnh: Kon Tum, Sa Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Theo mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, vùng Tây Nguyên là vùng phát triển bền vững có nền kinh tế xanh tuần hoàn, hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước về ngành công nghiệp, vùng Tây Nguyên ưu tiên phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ thân thiện với môi trường, gắn với lợi thế về nguồn nguyên liệu trong vùng, hình thành các khu, cụm công nghiệp chế biến sâu, cụm liên kết ngành gắn với các đô thị trung tâm và hành lang kinh tế, liên kết hiệu quả với công nghiệp tiểu vùng Trung Trung Bộ, tiểu vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, phát triển dịch vụ logistics gắn với các trung tâm hành lang kinh tế kết nối các hoạt động thương mại trong nội vùng, liên vùng và và hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất gắn với các thị trường trong nước, quốc tế, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Hôm qua mùng 6 tháng 5, Cục Công nghiệp Bộ Nông Công Thương cho biết cơ quan đã kiến nghị Thủ tướng giao cùng Bộ Y tế lập tổ công tác nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý thí điểm với thuốc lá điện tử. Trong đó, Bộ này đề xuất chưa kiến nghị cho phép lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam trong lúc chờ ban hành chính sách. Văn bản Bộ Công Thương nêu rõ do chưa có chính sách quản lý nên đơn vị nhập khẩu thuốc lá ở Việt Nam chưa được thực hiện việc nhập khẩu và kinh doanh thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử vào Việt Nam. Bộ Công Thương đã có chỉ đạo Tổng cục Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển, tăng trữ trái phép thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 8.000 vụ, xử lý hàng trăm nghìn bao thuốc lá nhập lậu, trong đó xử lý hơn 10.000 sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng thu nộp ngân sách nhiều tỷ đồng. Qua kiểm tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng phát hiện các sản phẩm thuốc lá điện tử đều là nhập lậu, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Thưa quý vị, do thời tiết những ngày tới và trong cả mùa hè năm nay dự báo là sẽ khắc nghiệt, vì vậy tổng công ty điện lực Hà Nội vừa đưa ra khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các khung giờ cao điểm từ 12 cho đến 15 giờ và từ 22 cho đến 24 giờ hàng ngày. Trong thời gian tới, dự báo nắng nóng gai gắt sẽ kéo dài. Để bảo đảm việc cung cấp điện an toàn liên tục, EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 22 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Bên cạnh đó, chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đặt ở mức 26 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn, không sử dụng nhiều đồ điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện, đồng thời phòng ngừa các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu trung cư. EVN Hà Nội cũng vận động các hộ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cũng chủ động thay thế các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao, tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải. Hãy tắt khi không cần, để khi cần sẽ có điện. Bên cạnh thói quen này, EVN khuyến cáo khách hàng hình thành thói quen sử dụng thiết bị có nhãn chứng nhận sản phẩm tiết kiệm điện, thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng các bóng đèn LED tiêu hao năng lượng thấp.